Rồi ok anh em, hôm nay á mình sẽ mang đến cho anh em một cái video mới ha. Thì video này là mình sẽ hướng dẫn anh em cách vệ sinh cái lens Sell 1650 của Sony ha anh em. Đây là cách vệ sinh cái kính trước ha, cách vệ sinh cái kính trước. Cái kính trước này của mình nó hiện tại nó đang bị móc, nó đang bị móc và bị rách che ha anh em. Thì giờ mình sẽ tìm cách để mình tháo nó ra để mình vệ sinh ha. Thì có một vài anh em sẽ vệ sinh bằng cách là tháo từ lăng solid ra, tháo từ cái cụm lăng solid ra, còn mình thì mình tháo từ lần trước ra để mình vệ sinh cái kính trước này ha. Còn cái kính sau nó không có bị móc cho nên mình không tháo ra vệ sinh ha anh em. Rồi ok anh em. Rồi ok anh em, thì để vệ sinh cái kính trước của cái lens này á, thì anh em để ý nè, ở trên nó có cái vòng, nó có để cái thông số của cái lens của chúng ta nè ha. Và anh em lưu ý cái vòng này là nó bằng mũ ha anh em. Cái vòng này bằng mũ anh em, nó sẽ nó dùng keo hai mặt nó dán anh em, dùng keo hai mặt để nó dán, nó che cái phần ốc ở dưới á. Thì anh em tìm cách cài cái vòng mũ này lên cho mình ha, cho nó sẽ giống như thế này nè anh em. Đó, nghe anh em thấy không, nó là cái vòng bằng mũ nha anh em, vòng bằng mũ bình thường thôi, dán keo hai mặt ha anh em. Đó, anh em cài lên ha, tìm cách là nó cài lên. Và anh em lưu ý là cài cẩn thận, mà chừng nó xước cái kính này thì là coi như mình không có biết nó đâu nha anh em. Anh em mà cài mà xước cái kính này là thua luôn nha anh em. Đó, cái vòng này bằng mũ anh em cài lên ha. Sau khi cài lên rồi á thì chúng ta thấy nè, ở dưới nó sẽ có ba con ốc nè. Anh em sẽ vặn ba con ốc vít này ra thì chúng ta sẽ lấy được cái kính trước ra ha anh em. Rồi ok anh em, bây giờ sẽ tiến hành vặn cái ba con ốc của cái kính trước này ra ha. Ok anh em sẽ bóc cái phần này ra ha, là cái phần bảo vệ cái phần vật kính ha, bảo vệ cái phần kính này đấy. Anh em bóc nó ra cho mình ha. Rồi ok. Ở đây nó có một cái giăng cao su nè anh em, đây có cái giăng cao su để ngăn bụi hay gì nè anh em, cẩn thận coi chừng mất cái giăng cao su này ha. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ mở cái phần, lấy cái phần thấu kính này ra ha. Anh em lưu ý là làm ở trong môi trường ít bụi nhất có thể ha anh em, vì lọt bụi vô đây cũng rất là mệt nha anh em. Tôi sẽ mở ốc. Ra rồi anh em ơi. Ra rồi anh em ơi. Oh my god. Anh em nhẹ nhàng nhấc cái kính lên ha anh em. Nhẹ nhàng nhấc cái kính lên. Rồi cái này để qua một bên nha anh em, cái này nó không có bị gì hết trơn, cái này để qua một bên nha. Rồi đây là cái phần kính của chúng ta nè. Đây là cái phần kính nó bị rễ che ha anh em. Bị rễ che mặt trong này. Nó bị rễ che nhẹ nhẹ ha. Rễ che này vẫn còn lau được ha anh em. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái khăn lông cừu á, khăn lông cừu để vệ sinh cái phần kính trong này ha. Đây là khăn lông cừu ha anh em. Khăn lông cừu dùng để lau lên ha. Anh em vẫy cho nó sạch bụi ha. Rồi chúng ta sẽ lau cái phần bên trong của cái thấu kính này. Lau phần trong của thấu kính này ha. Lau cẩn thận nha anh em. Chúng ta sẽ để cho ánh sáng nó dạ dạ lên, nó để chúng ta nhìn rõ cái phần mình nó bị dơ ha anh em. Và nó bị móc rồi đó, rễ che rồi đó. Nó dạ dạ lên để anh em nhìn cho nó rõ ha. Anh em nhẹ nhàng lau nó ha. Ở đây mình có cái bút lau lens nè, mình cũng sẽ xài cái bút lau lens này luôn. Như mình quan sát thấy thì mình thấy là cái phần rễ che đã biến mất rồi ha anh em. Phần rễ che đã biến mất rồi. Lau cho kỹ lại anh chụp. Anh em sẽ lau thật là tỉ mỉ ha, lau tỉ mỉ cho mình ha. Rồi ok anh em, sau khi mình đã vệ sinh xong á thì bây giờ mình sẽ tiến hành gáp nó vô ha anh em. Anh em lưu ý nè, anh em phải thao tác thật là cẩn thận và nhẹ nhàng ha anh em. Tuyệt đối là phải thật là cẩn thận và nhẹ nhàng nha. Mỗi sơ suất thì anh em có thể trả giá bằng tiền của anh em đó. Mỗi sơ suất có thể trả giá bằng tiền nha anh em.
Em để nó vô rồi đó, ok chưa? Rồi giờ anh em tiến hành bắt con vít vô ha. Đầu tiên là mình sẽ bắt ba con vít đen vô ha. Ba con vít đen vô trước. Rồi anh em. Rồi anh em bắt cái bỏ cái phần xin của nó vô ha. Phần xin chấm bụi nó vô. Rồi chúng ta sẽ để cái dập của nó vô. À, dưới dập này có một cái xin nữa nè anh em. Dưới cái chụp nó còn cái xin nữa nha anh em. Cái xin này như tác dụng của nó là chống bụi hay sao á. Đó, anh em xoay cái vòng này nè. Xoay tròn nó khi nào mình nó sập nhẹ vào một cái là được ha anh em. Anh em phải xoay nó nha, anh em không xoay nó thì có thể là nó sẽ không có vô đúng cái chỗ của nó. Anh em phải xoay nhẹ nó vậy nè, đó, đúng chỗ rồi nè. Đó, anh em thấy đúng chỗ là nó sẽ sập vô ha. Xoay đúng chỗ nha anh em. Rồi sau khi anh em xoay đúng chỗ rồi ha, anh em sẽ tiến hành bắt ốc vít vào lại ha. Thế nha anh em, cái này nó bằng nhựa nha. Anh em bắt mạnh có thể làm hỏng nó đó, nhẹ nhẹ thôi. Nói chung là chúng ta phải thao tác thật là cẩn thận, tại vì này nó khá là mắc tiền đó anh em. Và nó cũng làm những cái thao tác của anh em có thể làm nó làm cho cái chất lượng của ống kính chúng ta có thể giảm á. Chúng ta phải thao tác là cẩn thận để giữ cho cái chất lượng ống kính chúng ta là tốt nhất nha anh em. Đương nhiên là sau khi mà chúng ta tháo ra vệ sinh rồi thì chất lượng của nó sẽ không bằng lúc mà nó chưa có bị gì hết nha anh em. Mình nó tháo ra rồi thì nó sẽ không có thể nào mà nó được như zin đâu nha anh em. Không thể nào được như zin đâu, anh em có làm kỹ cái nào cũng không bằng. Không bao giờ mà được như zin đâu, anh em cứ nghĩ là vậy đi. Thì chúng ta chỉ khắc phục được những cái gọi là móc ghế che là nó là những cái mà chúng ta không hề mong muốn nha anh em. Ta không hề mong muốn nó bị móc hay bị ghế che ha. Nhưng mà khi mình nó đã bị rồi á thì chúng ta tìm cách khắc phục đi. Nó sẽ đạt được cao khoảng 80, 90, 95%, chứ không thể nào mà đạt được 100% được đâu hết anh em. Không thể nào đạt được 100% nha anh em. Rồi anh em thả cái dòng mũ vô, đè nhẹ nó vô cho nó bám cái keo lại hết anh em. Ở dưới nó có mấy cái chốt nhỏ nè. Có mấy cái chốt nhỏ này nè. Nó phải vô ngay cái chốt thì nó mới vô được. Rồi ok. Rồi ok anh em, thì tất cả nó xong xuôi hết ha anh em. Nói chung là nó sẽ hơi chạy chùa chút xíu nha anh em. Nó sẽ không thể nào đẹp như zin được ha anh em. Anh em hãy kiểm, sau khi anh em đã lắp ráp xong thì anh em hãy kiểm tra xem coi hệ thống lấy nét này kia là nó hoạt động ổn định không ha. Khẩu này nọ là nó có bị kẹt bị gì không ha anh em. Kiểm tra thật là kỹ nha anh em. Đó, thì nói chung là nó không thể nào mà nó được ngon như zin đâu. Đó, nó cũng tương đối thôi, anh em để ý nè. Nó khi mình lao xong mình mới phát hiện nó bị bong nhẹ có tinh anh em. Bị bong nhẹ có tinh, khá là buồn anh em. Rồi ok, cảm ơn anh em đã xem video. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.